Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay bà con về cái clip là để mình nhắc nhở lại với lại mình nói lại cái so sánh cho bà con về cái vấn đề hôm trước á. Bà con thắc mắc là có nên khoanh vỏ hay là xiết gốc bơ bút không để tạo cho cái bút chúng ta nở hoa đậu trái á. Thì cái này hôm trước mình cũng đã so sánh rồi, thì mình khuyên bà con là không nên khoanh. Thì đây là một cây bơ mình đang quay thực tế bà con xem về vấn đề là đã khoanh vỏ đó. Thì cái việc khoanh vỏ này mục đích chính của bà con thứ nhất là làm cho bơ bút chúng ta nở sớm và ra hoa sớm đậu trái. Thì như cây bơ này bà con thấy lá đã rụng hết rồi, tất cả rụng hết rồi, nhưng mà cái mặt hại bà con chưa nhìn thấy. Hiện tại bà con thấy cái trước ít là hoa nhiều và trái chưa có quay cho bà con xem về đầu trái. Nhưng ở trong thân này bà con xem nè, những cái vết khoanh nó là bị xì mũ thối thân hết rồi. Vì khi khoanh á mình cũng hướng dẫn là bà con làm thử mẫu 10 cây thôi, còn lại so sánh so với trong vườn là 100 cây thì còn 90 cây bà con đừng có khoanh. Thì những cái vết khoanh nó đã bị xì thân và thối mũ hết rồi, cây nó bị xì rất là kiệt sức. Thì cái tỷ lệ mà bà con để ý á, những cây bơ mà nó bị xì gốc nè, thối thân nè, bị bệnh á, tỷ lệ ra trái ra hoa đậu rất là nhiều. Nhưng một năm sau cây nó chết mất, thì vấn đề đó hầu như tất cả bà con đều thấy. Với cái vườn bơ như bà con mình đang quay xem á, lượng hoa ra rất là nhiều mà nở rất là sớm. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 2019 á, thì mình cũng đi kiểm tra một số vườn của bà con nông dân mà sử dụng biện pháp này á. Vì mỗi bà con có một quan niệm riêng, người nói ý kiến này có đúng, người nói ý kiến kia đúng. Thì hôm nay mình chỉ là quay và so sánh để bà con tham khảo là có nên làm hay không làm nữa, để con đưa ra cái biện pháp áp dụng với vườn của mình thôi. Còn cái này là mình quay thực tế cho con xem. Đây là cây bơ này nó đã bị kiệt sức rồi, nhưng hoa ra rất nhiều. Thì sau này nó đậu trái, mình sẽ quay lại bà con xem những cây bơ khoanh vỏ thối thân như thế này đó. Còn đây cũng là một cái cây đã khoanh nè, bà con xem nè. Nông dân ta khoanh xong rồi quét thuốc, bà con làm vậy chỉ tốn thời gian và rất là mệt. Riêng cây bơ nó không giống như cây vải, cây nhãn hay cây bưởi. Thì bà con cứ để ý và xem nè. Đó, cái vết thâm chúng ta khoanh á, sau đó nó bị bệnh, bà con lại đi quét thuốc. Và làm con làm như thế thì ảnh hưởng đến cây là không duy trì và vận chuyển được chất dinh dưỡng lên trên. Thì cái việc bà con khoanh là có ức chế rồi. Lúc trước mình nói ức chế để cho lá nó già, đứng lại tạo nụ. Thì giờ con xem đó, vết khoanh toàn bộ bị bệnh hết. Đó, con xem không? Lá cũng rụng hết và rủ hết cây rồi. Lượng hoa ra rất là nhanh và rất là nhiều. Tỷ lệ nở hoa xả nhị cũng sẽ sớm hơn những cây kia. Lá đã vàng hết rồi, muốn rủ cây. Thì đó là toàn bộ cái vườn bơ mình quay con xem. Đây là đối với những cây bơ mà khoanh vỏ. Thì qua đó mình nhắc nhở là bà con là không nên khoanh vỏ xiết gốc cây bơ bút của chúng ta. Vì sau này bà con đến lúc mà đậu trái nuôi trái nữa sẽ không có chất dinh dưỡng mà tạo vận chuyển lên kịp cho nuôi trái, thì cây bơ chúng ta sẽ kiệt sức và chết đi. Đó là cái vấn đề của mình chia sẻ con. Thì ngược lại, trong cái video này sẽ có bà con đưa ra ý kiến là tôi sẽ không khoanh nhiều, tôi khoanh ít thôi. Dù bà con khoanh nhiều hay ít cũng vậy, bà con khoanh nửa thân hay một góc cũng vậy. Một khi bà con đã tạo cái vết thương cho cây bơ chúng ta thì chắc chắn qua đó cây bơ chúng ta sẽ bệnh và kiệt sức, giống như một cái mạch dẫn của cây vậy. Khi tạo ra một vết bệnh á thì cây nó bị suy liền. Vì đối với những cái cây ăn quả khác, cây họ có muối á, thì nó khác. Còn đối với cây bơ á, thì bà con không nên làm vậy. Đó là mình đưa ra phương án tốt nhất bà con. Thì qua đây sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều của nhiều bà con. Thì bà con làm theo cách này á, sẽ có bà con được mùa, được một năm, nhưng năm sau bà con mất. Thì cái đó bà con chấp nhận thôi. Còn bà con phun thuốc, hãm ngọn, chặn đọt, tạo nụ á, cái đó rất là hiệu quả và nó tạo cho cây chúng ta có một sức sống rất là cao hơn so với cái việc chúng ta khoanh như thế này. Thì khi mà nhìn vô cái vườn bơ á, bà con để ý những cái vườn bơ nào mà rụng lá nhanh á, ra hoa nhiều mà đậu trái nhiều á, thì những cây bơ đó có vấn đề rồi. Còn một cây bơ mà nó khỏe mạnh, lá xanh, đậu trái bình thường á, thì những cây bơ đó sẽ được duy trì mãi mãi và cái chất lượng nó đạt hiệu quả cao hơn. Nó không có thể là suy xịt từng năm. Đó, bà con xem nè, mình sẽ quay hết toàn bộ bà con về cái vấn đề mà cây bơ chúng ta khoanh vỏ như thế nào cho nó hiệu quả. Đây là cây bơ thứ ba mình quay con xem á, cũng hiện trường là khoanh vỏ đây. Hoa rất là nhiều, chuẩn bị sổ nhị cũng rất là nhiều. Thì qua đó bà con nhìn nè, lá đã bị sủ hết, vàng hết. Đó, vàng sủ hết rồi đó. Thì mình sẽ quay trực tiếp sát vào góc để con xem về vấn đề này. Thì ở sau clip á, mình cũng quay so sánh đối chiếu với cây bơ không khoanh vỏ, khoanh gốc để làm hoa. Thì giai đoạn này đối với những cây bơ này, thật sự bà con có tưới nước hay là phun cái gì nữa
thì cái tỷ lệ hấp thụ nó còn có 50-50% mà, vì cái mạch dẫn của nó đã bị hỏng rồi, hỏng giữa thân. Trong khi đó nhiều người lại nói tôi giờ tôi không khoanh ngay thân nữa, tôi khoanh ngay cành. Cho dù bà con khoanh ở cành hay ở gốc hay ở thân á, thì những cái vết thương đó bà con đã tạo ra thì cái cây chúng ta sẽ bị suy, suy rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái năng suất của cây bơ chúng ta. Thì đây là mình quay chi tiết rất là nhiều về cây bơ búp rồi, về cái việc mà mình chia sẻ những vấn đề mình khuyên bà con cũng rất là nhiều. Nhưng bà con vẫn cứ làm, một số vườn làm rất là nhiều, nhưng bà con không có nghĩ là cái sai của bà con là khi làm như thế cái cây bơ chúng ta sẽ ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như bà con trồng một cây bơ 4 năm, 5 năm có trái, bà con khoanh có 1 năm mà, năm sau chết luôn, thì coi như là 4 năm sau đó, 4 năm trồng của bà con là mất hết rồi. Thì thế, đối với clip này á, mình cũng khuyên những bà con chưa xem hoặc đã xem được video này á, thì không nên khoanh cây bơ của chúng ta lại, để ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng sau này. Đừng vì năng suất 1 năm mà chúng ta mất luôn những năm sau này, rất là dài, lá rụng hết rồi, rất là suy. Còn cái vấn đề mình nhắc nhở luôn trong cái clip là hoa xả nhị ở giai đoạn 2019 này á, thì nhiều bà con cũng thắc mắc đó, tại sao bơ búp nó đi đọt. Thì nó đi đọt ở hai vấn đề này mình giải thích lại. Cái việc mà bơ rụng lá hết á, buộc phải đi đọt. Vấn đề ở đây á, nếu mà không có đọt á, sau khi mà xả nhị đậu trái xong á, mà không có lá, bà con sẽ cây sẽ không hấp thụ và quang hợp được, trao đổi chất được á, dẫn đến rụng trái hàng loạt rất là nhiều. Nhưng khi mà cây đó ra lọt, lá chuẩn bị già, bà con chúng ta xả nhị á, thì cái đó là cái điều tốt, không sao hết. Vì lúc đó là cái việc xả nhị nó sẽ giúp cho cây chúng ta nó không bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và lá. Đó đối với trường hợp là đọt già trước khi xả nhị nha. Còn sẽ có một cái trường hợp gọi là vừa đọt vừa xả nhị cùng lúc. Thì nếu vừa đọt vừa xả nhị cùng lúc á, thì mình khuyên bà con á, là phải phun dưỡng hoa già lá, đậu hoa già lá, chứ bà con không được phun chặn đọt nha, hãm ngọn nha. Nếu bà con ở trong giai đoạn này bà con phun phát á, là nó sẽ ức chế lại cái quá trình mà phát triển của hoa, đài hoa, cuốn hoa, thì dẫn đến hoa rụng hết luôn, sẽ không có nở hoa được. Thì cái đó vấn đề mình nhắc nhở bà con á, vì sẽ có rất nhiều bà con thắc mắc là có nên làm hay không làm. Thì cái đó là nhiều ý kiến trái chiều, bà con thắc mắc không biết hỏi ai, nên qua clip này mình chia sẻ đã con biết. Đó, cây bơ này cũng là cây bơ khoanh gốc hết á, hồi nãy mình quay con toàn bộ là khoanh gốc hết á. Đó, nhìn cây bơ thấy nó mất sức hết rồi. Thì đó là cái mà mình khuyên bà con. Còn trong giai đoạn mình nở hoa như thế này, bà con tưới nước giữ ẩm cho mình thôi nha. Nghĩa là giữ ẩm 50-70% thôi, bà con không có tưới nhiều, để cho nó duy trì được cái độ ẩm. Cái thứ hai nữa là phân bón là không được bón phân nha. Đó là mình nhắc nhở. Còn trong giai đoạn ra hoa này, bà con không được phun thuốc sâu. Nở hoa là không phun thuốc sâu. Nếu bà con phun á, nó sẽ nóng và dẫn đến tình trạng là teo hoa, teo cuốn hoa, và hỏng luôn cái hoa mà đang nở như thế này. Còn về việc đọt á, thì với năm 2018 mình cũng nhắc nhở bà con á, là trong giai đoạn nở hoa này á, những cái đọt có vương ra thì bà con không nên ngắt những cái ngọn như thế này. Bà con ngắt á, thì dẫn đến tình trạng á, là trái sẽ đậu, sau khi một thời gian sau á, là sẽ nó rụng hết luôn. Thì cái đó là mình cũng khuyên. Thì hầu như những cái clip nào á, mình cũng nói rất là nhiều và chia sẻ cũng rất là nhiều cho bà con, nên bà con cứ xem những cái chi tiết của mình nói để con nắm bắt được ở trong đó để con làm. Vì nhắc đi nhắc lại mỗi năm á, nó chỉ khác nhau với cái thời điểm nè, khí hậu nè, thời tiết rồi đó. Thì mỗi năm sẽ làm cho mỗi khác. Thì mình sẽ luôn luôn đồng hành cùng bà con và nhắc nhở bà con những cái quy trình để bà con làm. Thì đây là toàn bộ những cây bơ mà khoanh gốc nở hoa sớm đó. Thì đó là theo yêu cầu của bà con vừa trước hỏi mình là có khoanh hay không khoanh, thì mình sẽ đưa ra dẫn chứng luôn. Và giờ chuẩn bị sang cây bơ không khoanh, thì bà con nhìn lại hình ảnh giữa khoanh và không khoanh nó sẽ khác nhau. Và đây là cây bơ bút không khoanh, thì bà con nhìn á, cũng trong vườn luôn, cũng trong một vườn luôn. Đây không khoanh, bà con thấy không? Dàn lá rất là xanh tươi và tốt, đẹp. Hoa thì nó cũng phân tầng yếu hơn những cây kia. Thì cái đó là cái tất nhiên, cái này nó trao đổi và duy trì chất đều bình thường. Thì mục đích bà con muốn nở sớm ra sớm mà. Thì bà con phun thuốc chặn đọt thì nó cũng nở sớm cũng đều sớm thôi. Nhưng xả nhị nó chậm hơn rõ lắm là nửa tháng thôi. Thì trong giai đoạn mà tháng 2 âm lịch như thế này thì thời tiết sẽ không có mưa. Thì đó là theo quan điểm của mình đối với năm 2019. Thì đây, bơ đồng thanh này, mình quay cho bà con xem trong bộ đồng thanh này. Cây bơ bút này không khoanh vỏ, không khoanh gốc, đây là một cây bơ đẹp, cũng trong một cái vườn đó luôn. 100 cây á, mình cho bà con nông dân 10 cây khoanh
còn lại 90 cây không khoanh đây. Con xem này, cành chồi rất là thông thoáng, lá rất là xanh tươi tốt, hoa cũng đều nữa, tỷ lệ đi đọt rất là thấp. Thì cái việc đọt này mình nhắc nhở lại bà con là con không có lo mấy. Còn đối với những vườn mà đọt mạnh hơn hoa thì những vườn đó buộc bà con phải khắc phục những cái dòng thuốc nó chuyên về hoa với đọt, để cho nó cân đối được cái hoa với cái đọt. Nó cây bờ rất là đều thoáng mà. Mình quay con xem kiểm tra này, xung quanh tán hết, rất là xanh, đều và đẹp. Đó, mình quay con xem nha. Mình sẽ quay bà con 4-5 cây về cây bơ mà không khoanh và khoanh. Đó, bà con nhìn nè, hoa phân tầng rất là đẹp, lá rất là xanh, đọt tỷ lệ đi đọt cũng rất là thấp, không có nhiều như những cây mà khoanh. Thì đó là cái giai đoạn mình ở hoa. Còn tới giai đoạn đậu trái, mình sẽ quay bà con xem để so sánh về cái việc mà đậu trái giữa hai cây bơ như thế nào, là cái tỷ lệ trái như thế nào. Đối với cây bơ khoanh á, mình chắc chắn lượng trái nó sẽ nhỏ nhiều, nó sẽ cằn hơn, da nó sẽ sần sùi, không có đẹp bằng cái bơ không khoanh. Thì cái đó mình nói, nhưng mình sẽ quay trực tiếp và thực tế bà con xem. Lúc đấy bà con sẽ đưa ra một cái nhận định đúng hay sai về cái việc khoanh của mình nói, để mình chia sẻ cho bà con thấu hiểu được cho với mùa 2020 đi. Thì năm 2019 thì cũng còn khoảng cỡ 2 tháng nữa là sẽ nhị hết đợt 1 và đợt 2. Đó, toàn bộ cái vườn này rất là đẹp. Thì mình cũng nhắc nhở lại trong giai đoạn này bà con nên giữ ẩm cho mình nhé, không bón phân như mình nhắc nhở ở trước rồi. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi, để tạo cho mình những cái động lực mình quay tất cả các video tiếp theo của bà con xem. Thì mình luôn luôn sát cánh cùng bà con trong những giai đoạn quan trọng mùa hoa như thế này. Thì nếu dự trí thời tiết có sương muối hay là mưa phùn đó, thì bà con cân đối với đó, bà con phun nấm bệnh cho mình và điều tiết những dòng thuốc thích hợp cho cây bơ chúng ta. Còn số bà con nào á, nếu thắc mắc á, thì con có thể điện thoại cho số điện thoại trên để mình tư vấn cụ thể riêng cho bà con những cái trường hợp nào và rơi trường hợp nào của nông dân chúng ta. Thì đây những là toàn bộ pho năng phân tầng đối với cây bơ không khoanh gốc. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này ở bên trái cây theo mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con ạ.